thôi quay video đăng năm cuối cùng nhá, tổng kết nhá. Bye bye, bye, bye. Hẹn gặp lại Kinh Thành nhá. Lớp mình lớp mấy? Lớp một. Đã chê. Ít người à, lúc anh dạy đâu phải vậy đâu. Đông à. Thôi. Chúc năm học 2022-2023 thành công tốt đẹp nhé. Rồi. Quay nha. Đúng chưa? Ok. Rồi quay tốt, bạn làm được test nha. Thế lớp này ít người thế. Hả? Rồi, chúc mấy em năm học 2023 tốt đẹp nhá. Yeah. Bình an nhá. Hẹn. Chúc các em học 2022-2023 thành công tốt đẹp nhá. Bình an nhá. Bị hết năm rồi. Cái gì? Mình ở đây hả? Ông anh chia tay các lớp. Xong hết rồi, lớp nào anh quay hết rồi. Nhưng mà kết thúc ở lớp mình chứ. Đúng đây nè, thôi chúc các em thành công năm học 2022-2023 nhé.